Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 vào tuần sau. Bài kiểm tra này với hình thức là tự luận trong thời gian 45 phút. Nội dung ôn tập bao gồm có 2 phần. Phần 1 lý thuyết. Trong phần lý thuyết các em sẽ ôn tập bài 23, 24, 28, 29 và 30. Phần 2 là kỹ năng. Các em sẽ có kỹ năng đọc tập bản đồ địa lý 8. Phần 1 là phần lý thuyết, bao gồm có 5 bài. Chúng ta sẽ ôn tập theo các câu hỏi. Câu 1, nêu vị trí và giới hạn lãnh thổ Việt Nam. Câu 2, nêu đặc điểm khí hậu và hải văn của vùng biển Việt Nam. Câu 2 này ở trong bài 24. Câu 3, em hãy cho biết biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta. Câu 3 này cũng nằm trong bài 24. Câu 4, tại sao nói đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam? Câu 4 này nằm trong bài 28. Câu số 5, trình bày đặc điểm địa hình của vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc. Câu 5 này nằm trong bài 29. Và câu 6, trình bày đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam. Câu 6 này cũng nằm trong bài 29. Đây là toàn bộ phần lý thuyết mà các em cần ôn tập. Phần 2, kỹ năng. Câu 1, dựa vào tập bản đồ địa lý 8, trang 22, 23, trang 30, trang 31, em hãy kể tên các ngọn núi có độ cao trên 2.000m, ghi tên và độ cao tương ứng. Cô ví dụ ở tập bản đồ trang 30, chúng ta sẽ có các đỉnh núi có độ cao trên 2.000m như là núi Phan Xipang. Núi thì người ta sẽ viết tắt là chữ N, núi Phan Xipang, và độ cao của núi thì sẽ có ký hiệu là tam giác màu đen và bên cạnh là sẽ có một dãy số. Đỉnh Phan Xipang có độ cao là 3.143m. Tương tự như vậy, chúng ta có núi Pusilung với độ cao là 3.076m. Một số đỉnh núi khác như là núi Tây Côn Lĩnh độ cao 2.419m, núi Putaka độ cao 2.274m, núi Kiều Liêu Ti 2.402m. Và tương tự như vậy thì các em sẽ kể tên các ngọn núi khác ở cả trang 31 nữa. Câu 2, dựa vào tập bản đồ địa lý 8, trang 22, 23, trang 30, trang 31, em hãy kể tên các ngọn núi có độ cao dưới 2.000m, ghi tên và độ cao tương ứng. Cô ví dụ ở trên tập bản đồ trang 30, một số đỉnh núi có độ cao dưới 2.000m, như là đỉnh núi Mẫu Sơn, độ cao 1.541m, núi Tam Đảo, độ cao 1.591m, núi Yên Tử, độ cao 1.068m. Tương tự như vậy, các em sẽ kể tên các đỉnh núi khác có độ cao dưới 2.000m ở trang 30 và trang 31, hoặc là trang 22 và trang 23. Câu 3, dựa vào tập bản đồ địa lý 8 trang 30, em hãy cho biết đi theo vĩ tuyến 22 độ Bắc từ biên giới Việt Lào đến biên giới Việt Trung, ta phải vượt qua các dãy núi nào? Trước hết các em sẽ xác định cho cô vĩ tuyến 22 độ Bắc. Từ biên giới Việt Lào đến biên giới Việt Trung có nghĩa là chúng ta sẽ đi từ phía Tây sang phía Đông theo vĩ tuyến 22 độ Bắc. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua các dãy núi. Đó là dãy Pudending, dãy núi Hoàng Liên Sơn, dãy núi Con Voi, dãy núi Cánh Cung Sông Gâm, dãy Cánh Cung Ngân Sơn và dãy núi Cánh Cung Bắc Sơn. Như vậy chúng ta sẽ đi qua 6 dãy núi.
cũng theo vị tuyến 22 độ Bắc, từ biên giới Việt Lào đến biên giới Việt Trung, ta phải vượt qua các dòng sông nào? Các em cũng xác định vị tuyến 22 độ Bắc. Từ Tây sang Đông, chúng ta sẽ đi qua các dòng sông. Đó là sông Đà, sông Hồng, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm, sông Cầu và sông Kỳ Cùng. Như vậy là cô đã vừa hệ thống lại nội dung để chúng ta ôn tập cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2. Các em ôn tập lại trong đề cương cũng như là trong bài giảng để làm bài đạt kết quả tốt nhất nhé.